Hello, xin chào mừng thầy quý chú anh chị các bạn đang quay lại kênh của Săn Ma TV cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trần Vlog nha. Thưa nhà, thì hôm nay anh em mình tiếp tục theo dõi cái con quỷ mình giả dạng cái ông già và gần đây nó đã để bà giả đâu rồi không thấy mọi người. Thì cả nhà, thì ở lần trước khi anh em mình đến và cúng kiến thì Tú có sức hồn ra và được ông già cho biết là coi như là cái vòng quỷ đó giấu cái vòng của bà lão đã mất tiêu rồi. Thì hôm nay anh em mình chủ yếu đến đây thì trước tiên là cũng vào quay sơ một đoạn xong rồi cúng kiến để xem thử coi hôm nay có cái vòng bà lão nó có đem ra hay không. Chứ giờ là anh em mình chưa biết có khi nào là cái vòng quỷ nó ăn cái vòng của bà lão hay không. Thì cũng chưa có chắc ăn nữa, tại vì cái vòng này là được ông già tiết lộ là một cái con vật nó thành tinh. Mà nếu mà chặt con vật thành tinh thì nó ăn linh hồn. Thì sợ là vậy đó. Thì hôm nay anh em cũng là quay khảo sát bên ngoài khu vực này và xem cái vong mà giả ra ông già là nó trú ngụ ở đâu, để mình tìm ra gốc gác của nó, để mình có cái cách để mình chế phục nó mọi người. Thì cái nhà, thì ở lần trước khi mà ông già tiết lộ với Tú á, thì có nói là cái vong quỷ này là giấu cái vòng của bà lão ở đâu đó chứ không chưa có ăn. Cho nên anh em mình cũng muốn biết chắc cú thì anh em mình khi mà vào anh em mình cũng sẽ đi quay đi tìm vòng vòng thử coi có thấy hay không. Thường thường thì những cái vong linh đó cả nhà, họ cũng có một cái kêu bằng là tâm linh đó, cũng họ khiến cho mình gặp. Thì cái điều họ cần họ cũng khiến cho mình gặp để giúp đỡ cho họ. Thì cái khu vực này cả nhà biết rồi, thì hầu như thì nó cũng khá là trống, với lại rất là nhiều gốc cây to. Thì những cái vong linh thì được bình thường là được giấu vào những cái thân cây lớn, những gốc còn cổ thụ đó. Thì bình thường những cái vong nó thể trú ẩn trong đó, ngoại trừ là bị giống như là bị nó nhốt, hoặc là bị những cái quỷ mà mạnh đó, nó có kiểu như nó biết phép thực á, ỉm vào những cái thân cây đó, nó giấu kiểu như là nó sợ bị ông già mà pháp gặp được á, ông sẽ cứu được cái vong bà cụ, nên nó sẽ giấu một cái thân keo đỏ. Thì anh em mình chỉ đoán vậy thôi chứ chưa biết như thế nào đâu mọi người. Thì cái nhà thì cũng rất là mong là cái sự suy đoán của anh em mình nó đúng như vậy, tại vì anh em mình rất là lo cho cái vong của bà lão, sợ là bị nó ăn thôi, chứ nếu mà thí dụ nó giấu ở chỗ này chỗ nọ mà anh em mình thấy được thì anh em mình cũng có thể làm nghi thức để giúp tháo bỏ cái phong ấn đó cho cái vong bà lão được tự do cả nhà. Tại vì gần đây thì cái vong một cái con quỷ mà giả dạng ra ông già chỉ xuất hiện có một mình nữa thôi, thì anh em mình nghĩ chắc chắn nó sẽ giấu bà già ở một cái nơi nào đó ở khu vực ở đây mà hầu như anh em mình không biết. Thì bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài khảo sát xem những cái tán cây, những cái cây lớn và xem có cái gì đó lạ hay hoặc là thấy được gì hay không. Thì cái nhà thì anh em mình cũng dán cố gắng một chút xíu, khi mà ra ngoài đó hai anh em mình sẽ đi từ từ những cái cây lớn để xem kỹ cho kỹ coi có thấy được hay không. Nếu mà thấy được thì cũng lại tạ ơn đức của ông già phù hộ cho anh em mình có thể thấy được. Thì cái nhà, thì bây giờ anh em mình sẽ không dài dòng nữa, bây giờ anh em mình sẽ tiến ra bên ngoài những cái thân cây lớn có xem như thế nào mọi người. Ok, xin mời cả nhà đi nha. Được rồi nhà. Thì cái nhà, thì bây giờ hai anh em mình sẽ tiến ra bên ngoài và sẽ chú ý thật kỹ trong những cái căn cây lớn này mọi người, để xem có phát hiện dấu vết gì hoặc là gặp điều gì hay không. Tại những cái cây thì cũng rất là lâu rồi, tính ra những cái cây này cũng trên chắc mười mấy chục năm rồi các bạn.
Không. Nhưng mà trước anh em mình quay cái nha, bình thường loại gốc cây nè, loại gốc cây mà hầu như rất là nhiều vương xuất hiện chỗ gốc cây này. Ở trên có bọc thì trắng trắng đi. Bọc. Thế. Có gì? Đào ở đây tự nhiên sẽ đào lỗ đây mà lại có cái có nó đốt nhang đó nè, túng nè. Ngồi à? Nó có được đặt trong cặp đá đó kìa. Ngon à? Đào đây, đào đất ở đây mà cúng nữa cả nhà, không biết là mày thấy nè. Cái gì nè. Ở đây có một cái lỗ được đào bới lên nè. Đằng này thì được ba cây nhang đang đốt gian dở nè. Thấy chưa hết mọi người thấy không? Mà nhang này lâu đời rồi, nhìn lâu rồi. Kiểu như bị mưa nắng nhiều là nhiều lần rồi. Mà không biết là cái gì ở đây mà đào gì rồi cúng không biết. Còn phía này có một cặp đá mọi người. Đá trước. Nhớ mà mộ với ông nội. Kỳ vậy. Bình thường những người xưa ưa ví dụ mà chôn rồi cái cục đá dặn đầu á. Nhìn giống cái mộ hả? Đi. Mà trên này có cái đốm đỏ làm dấu cái gì nè. Như cọc bình thường ai để đốm đỏ làm chi? Không biết về cái vấn đề này nữa. Mà thấy không? Một cái bạch đỏ nè, nước sơn hay gì đó. Mà lại trùng hợp nằm dưới bực thấp mà trên đây có cái gò. Cái gò này cái gì mà tự nhiên đào rồi. Nếu mà cái gò đất bình thường đào thì cúng làm gì? Bởi vậy. Mà ví dụ cho trường hợp cái cục đá này nó là một cái ranh đất đi. Thì dài dài đằng kia cũng phải có. Bởi vậy. Không lẽ là một cục đơn lẻ thì sao biết ranh nằm đâu? Lạ vậy. Không gặp. Nói chung thì cũng quay chú ý vào những thân cây những dấu vết này nọ lắm rồi. Anh em mình sẽ tiến lại cái miếng nhỏ để quay ở bên trong cái miếng nhỏ coi có thấy không? Chứ mấy cái góc này là anh em mình đi một vòng rồi đó. Để coi nha, phía sau cái cây phía sau nó quay chưa? Cái việc nó kỹ phía sau cái này có cái gì không? Ở trong cái dưới gốc cây này có cái lỗ mà. Dưới gốc cây này có cái lỗ trong phốc mà. Bên đây các bạn ai đến đây ta? Bạn đến đây à? Anh Nguyên. Bị ẩn vô cái gốc cây đó rồi. Còn già biến mất luôn. Rồi đi lặn coi thử coi. Cái nhà thì mới đó thật. Hôm nay mình chú thấy trước kêu mình lại thì thấy đang thấy ông già. Già giả đang làm phép. Ẩm bả vô gốc cây này rồi. Thì cái vòng của bà lão của mình vô gốc cây này làm mất tiêu luôn. Nó gốc cái gốc cây này gốc cây này nó nặng âm khí lắm nè, bông linh ôi xuất hiện gốc cây lắm. Trước hai năm mình cũng thấy là ở cái gốc cây này là rất nhiều cái bông. Quả mình nhớ là gốc cây có vết máu dài hòn không? Nhớ.
tiêu rồi. Ừ. Chắc có lẽ anh em mình suy đoán đúng cái này là cái bông bà lão đang bị cái con quỷ mà giả cái ông già yểm vào giấu giữa thân cây này. Nói thôi bây giờ vậy nè, bây giờ mình cúng kiến đặt camera cho các bạn xem thử thế nào, có ông già nó có đến đây kiểu như là bắt bà lão là hành hạ hay gì không. Cúng ở đây à? Ừ, cúng gốc cây luôn. Chứ bây giờ mình cúng đằng miếu đằng thì ông già giả chắc chắn sẽ đến, nhưng mà con khá là không thấy được bà già. Mình muốn cúng cam, đặt cam ngay gốc này và xem cây nó làm gì với bà già. Thì cái nhà thì bây giờ thôi không mấy, bây giờ hai anh em mình xin tạm ngưng để chuẩn bị anh em mình bài đồ ra và cúng kiến ở cái gốc cây này nhé. Thì ok, vậy anh em mình sẽ cúng kiến đặt cam ngay gốc cây mọi người. Thì cái nhà ơi, thì lúc nãy anh em mình thấy cái vong bà lão bị quỷ giả ông già đó phong ấn gốc cây này, thì giờ anh em mình sẽ cúng kiến tại gốc cây luôn mọi người. Thì cái nhà thì bây giờ anh em cúng kiến để xem coi thử coi cái vong bà lão bị phong ấn ở đây có thể gia hưởng nhan được không, bà xem thử cái ông già đó xuất hiện đây như thế nào mọi người. Ai biết đâu, bập gì á. Thôi giờ cái nhảy, bây giờ anh em mình cũng kiếm xong, bây giờ anh em sẽ tạm rời ra ngoài xem thử đi. À, trong này cái nhà mình xem thấy điều gì hay không và bà lão như thế nào mọi người. Thì cái nhà thì nãy mình vừa cúng xong cái có một cái tiếng động rất là lạ, không biết phát ra từ đâu. Nghe là bập gì. Cây này anh ta. Không biết. Thì cái nhà thôi bây giờ hai anh em mình sẽ tạm để khỏi camera, cả nhà ở bên trong này quan sát xem thử coi cái vong bà lão có xuất hiện hay không và cái vong quỷ giả ông già có xuất hiện hay không cả nhà. Ok, vậy anh em ra ngoài mọi người. Em lấy gần cam đi. Cam.
quá bộ hồng. Như vậy thì bây giờ anh em mình ra bên ngoài thì cô chú anh chị trong này xem thì không biết là ở trong này có xem thấy điều gì hay không mọi người. Thì cả nhà thì từ sớm giờ hai anh em mình ngồi bên ngoài thì cũng không biết bên trong này là cái vong của bà lão với lại cái vong quỷ đó đã dạng ông già đó cái nhà có xuất hiện hay không. Nếu cả nhà xem mà thấy có xuất hiện thì cả nhà hãy comment bên dưới cho anh em biết nha. Thì cái gì anh em mình sẽ xem lại cái đoạn video này và nói chung là sẽ biết được cái nguyên nhân thế nào mọi người. Thì cả nhà thì đến đây anh em mình cũng xin khép video lại. Thì nếu mà cả nhà có yêu quý anh em mình thì hãy vào đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của anh em mình nha. Thì ok, cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà.